bấm máy tính giới hạn của hàm số cực kỳ nhanh. Bước 1 là các em sẽ nhập cái hàm số này vào máy tính cùng nhập nhá. À, phân số này căn của 3x 3x cộng 1 trừ đi căn của gì đây? x cộng 3 đúng không? x cộng 3 chia cho căn của x cộng 8 trừ đi 3. Ok, sau đó các em để ý này. Bài này người ta yêu cầu tính giới hạn lim x tiến 1 em sẽ nhập một cái giá trị nào đó gần gần số 1 hiểu không? Gần số 1 thôi. Mình ấn nút can này. 1 0001, gần số 1 nhá. Ok chưa? Ấn ừ, dấu bằng này. Đấy kết quả sẽ bao nhiêu đây? Nào SCD này. Kết quả sẽ bằng 3. Vậy đoán của mình đoán gì nhỉ? A à, luôn. Rất là nhanh đúng không nào?